Nỗ lực làm lại cuộc đời của tài xế container Lê Ngọc Hoàng sau biến cố. Cuộc sống gia đình tài xế Lê Ngọc Hoàng đảo lộn suốt nhiều năm kể từ khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng với xe Innova trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên năm 2018. Từ cuộc sống khá đủ đầy, sau vụ tai nạn, anh Hoàng phải đi tù, nợ nần chồng chất hàng tỷ đồng, sau đó là phải bán nhà, lang thang khắp nơi kiếm sống. Từ khi mãn hạn tù, anh Lê Ngọc Hoàng, tài xế xe container đâm vào xe Innova đi lùi trên cao tốc, xôn xao dư luận ngày nào, giờ phải xoay đủ nghề. Gần đây, anh mở quán cơm ven quốc lộ 5 để vừa mưu sinh, vừa có cơ hội tri ân các tài xế trên khắp mọi miền đất nước. Anh Lê Ngọc Hoàng là một trong những tài xế nỗ lực gây dựng lại cuộc đời, bù đắp phần nào cho người thân sau những ngày tháng lao đao vì tai nạn. Không ít người trong số họ đã và đang góp phần lan tỏa thông điệp tốt đẹp trong cuộc sống. Khi được hỏi về việc suốt từ khi vụ tai nạn giao thông xảy ra đến những ngày thụ án, anh luôn kêu oan, giờ anh có còn ý định kêu oan hay không, anh Hoàng trầm ngâm cho biết. Tôi vẫn day dứt khi bản án chỉ rút được từ 6 năm xuống còn 4 năm rưỡi, chứ tôi vẫn bị xác định là người có tội. Nhưng hiện tại, tôi vẫn đang phải lo công việc để trang trải cuộc sống, trả nợ. Hiện tại, dù quán ăn vẫn đang được anh em tài xế các nơi đi qua ủng hộ, nhưng lượng khách cũng vừa phải. Quán cơm là nơi phục vụ anh em lái xe nên giá cũng phải chăng. Đối với anh, lao động không chỉ là kiếm tiền mưu sinh, mà đó còn là cách để trả nợ ân tình những người đã từng giúp đỡ mình. Ngoài quán cơm, tôi có thể làm bất cứ việc gì để kiếm được tiền lo cho gia đình, trả được nợ. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục và tin mình sẽ làm lại được. Trở về gây dựng cuộc sống như tài xế Hoàng, anh Phạm Văn Phương, 46 tuổi ở Trà Vinh, cũng thấm thía sự mất mát khi vướng vòng lao lý với bản án 13 năm tù sau vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong. Anh Phương chia sẻ, thời gian tôi cải tạo, một tay vợ tôi trèo chống lo cho gia đình. Đến giờ chúng tôi còn nợ gần 100 triệu đồng chưa thể trả. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, anh mong ước quay lại nghề tài xế với thu nhập 20 triệu đồng một tháng. Hiện tại, anh chật vật mưu sinh với tiệm rửa xe trước nhà. Có ngày, số tiền kiếm được chỉ đủ chi phí ăn uống trong ngày. Anh cho hay, nếu có giấy phép lái xe lại, công ty cũ sẵn sàng nhận anh làm việc trở lại. Bản thân anh sau khi trải qua biến cố cũng đã rút ra được những bài học quý giá rằng việc cẩn trọng, giữ sự tỉnh táo để xử lý tình huống bất ngờ là điều phải nằm lòng. Một sơ suất xảy ra do ý chủ quan sẽ gây hại cho biết bao người và cho chính bản thân và gia đình.